Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Sau đây mình sẽ trình bày phần tiếp theo là Công giáo, Huyền thoại và Tội ác. Phần tiếp theo là phần Thiên Chúa Allah của Đạo Hồi. Năm 610, tại thành phố Mecca thuộc xứ Arabia, Ả Rập, một thương gia trạc tuổi 40 tên là Muhammad Adaula bỗng nhiên cảm thấy mình có sứ mạng của một vị thánh tiên tri, tương tự như Isaac của Jeremia hoặc Ezekiel của đạo Do Thái, vốn là một người thuộc bộ lạc Wire theo đạo cổ truyền Ả Rập. Muhammad thường cùng gia đình hay bạn bè leo lên núi Hira để cầu nguyện trong tháng Ramadan, tức tháng 9 hàng năm theo lịch Ả Rập. Trong tháng này, người Ả Rập thường cầu nguyện từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, và thường làm những việc phúc đức như săn sóc kẻ bệnh tật, bố thí thức ăn cho người nghèo. Bộ lạc Wire cũng tương tự như bộ lạc Bedouin hay các bộ lạc cổ Do Thái, sinh sống chủ yếu bằng nghề du mục. Đến thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, bỗng nhiên bộ lạc này bỏ hẳn nghề du mục và chuyển sang nghề buôn bán. Sự thành công rực rỡ trên thương trường của bộ lạc Wire đã biến Mecca thành một trung tâm thương mại quan trọng bậc nhất tại vùng Ả Rập. Kinh Thánh Quran kể rằng bộ lạc Wire đã trở thành giàu có vượt xa mọi ước mơ hão huyền nhất của họ. Một thế kỷ sau, tức vào thời Muhammad, dân Wire mãi mê chạy theo bạc tiền, chỉ lo làm giàu bằng đủ mọi thủ đoạn và hoàn toàn vứt bỏ mọi giá trị của tôn giáo cổ truyền Ả Rập. Xã hội Ả Rập trở nên hỗn loạn và phân hóa. Muhammad tự cảm thấy cần phải có một giáo lý tôn giáo mới để thống nhất các dân tộc Ả Rập thành một cộng đồng vững mạnh. Mộng ước của Muhammad đã thành công, vượt xa sự dự tưởng của mọi người. Chỉ trong một thời gian gần một thế kỷ, giáo lý Hồi giáo của Muhammad đã bành trướng thành một đế quốc rộng lớn, trải dài từ Hy Mã Lạp Sơn đến chân núi Pyrenees thuộc miền Nam châu Âu. Trọng tâm tín ngưỡng của Đạo Hồi là Thiên Chúa, tiếng Ả Rập là Allah, có nghĩa là Thiên Chúa cao cả. Trước khi có Đạo Hồi, phần đông người Ả Rập đã chịu ảnh hưởng đạo Do Thái nguyên thủy của Abraham. Do đó, người Ả Rập đã sẵn có từ lâu ý niệm về Thiên Chúa. Sử gia Jeronot, người Palestine theo đạo Kitô sống trong thế kỷ thứ 5, đã viết: người Ả Rập ở Syria và nhiều nơi khác thuộc Bắc Phi thường tự xưng là những tín đồ đạo thính chính thống của Abraham. Trong số ba người thân cận cộng tác với Muhammad lập ra đạo Hồi có Varawa theo đạo Kitô và Jay theo đạo Do Thái Mycen. Theo kinh sách Hồi giáo, vào năm 610, Jay và Muhammad lên núi Hira cầu nguyện nhiều tháng. Tháng thứ bảy, trong lúc Jay đang cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn mặc khải, thì vừa lúc Muhammad tỉnh giấc mơ sau lúc ngủ mê, Muhammad kể cho Jay biết một thiên thần đã hiện ra và ra lệnh cho ông ta phải thuật lại các mệnh lệnh của Thiên Chúa sau ba lần từ chối. Cuối cùng Muhammad phải tuân lệnh Chúa, kể lại cho mọi người biết các điều Chúa phán dạy cùng ông. Đó là sự mặc khải của Thiên Chúa dành riêng cho một mình tiên tri Muhammad được biết mà thôi. Muhammad bắt đầu viết sách kể lại giấc mơ của mình như sau.
Chú phán: hãy để lại mọi sự nhân danh đấng quan phòng của con. Đấng đã tạo dựng loài người từ những tế bào mầm sống, hãy kể lại vì đấng quan phòng của con là đấng trọn tốt, trọn lành, là đấng đã dạy loài người biết sử dụng ngòi bút và đã dạy cho loài người biết được những điều nó không biết. Trước Muhammad, lời của Thiên Chúa chỉ được truyền xuống thế gian bằng tiếng Hebrew, là ngôn ngữ cổ Do Thái. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, xứ Syria phát triển mạnh về kỹ thuật và thương mại trong toàn vùng Địa Trung Hải, tạo thành một ngôn ngữ phổ thông mới được sử dụng trong nhiều quốc gia. Đó là ngôn ngữ Aramic. Vào thời của Giê-xu, dân Do Thái không còn nói tiếng Hebrew mà sử dụng tiếng Aramic của Syria làm ngôn ngữ chính. Do đó các lời Chúa được trực tiếp truyền xuống thế gian qua miệng của Chúa Giê-xu bằng tiếng Aramic. Đến thế kỷ thứ 7, với sự xuất hiện của Kinh Koran, lần đầu tiên các lời Chúa được truyền xuống thế gian bằng tiếng Ả Rập. Chữ Koran phiên âm từ tiếng Ả Rập là Quran, có nghĩa là sự thuật lại. Theo Muhammad thì ông được diễm phúc đón nhận sự mặc khải của Thiên Chúa lần đầu tiên trong lúc ông cầu nguyện cùng với dây trong một hang đá. Rồi ông có ý định nhảy từ trên núi cao xuống vực sâu để tự tử. Bỗng nhiên thiên thần Gabriel hiện ra dưới hình thức một người đàn ông lơ lửng trước mặt. Thiên thần can ngăn không cho Muhammad tự tử và nói: hỡi Muhammad, ngươi là tông đồ của Thiên Chúa, ta là thiên thần Gabriel. Muhammad ngạc nhiên đứng ngay ra ngắm nhìn vị thiên thần sáng như một vầng hào quang. Chỉ trong thoáng chốc, Muhammad không dám nhìn nữa và quay mặt lại, thì thiên thần đã biến mất. Sau biến cố trên, Muhammad chạy về nhà kể lại câu chuyện cho vợ nghe. Vợ ông là bà Khadija, lớn hơn ông 15 tuổi và cũng là một thương gia khét tiếng giàu có tại Mecca. Thời đó Muhammad coi vợ gần như một bà mẹ. Ông năn nỉ bà che chở và khuyên bảo, bà Khadija vội vàng dẫn chồng đến nhà Waraqa, là anh họ của bà. Waraqa vốn theo đạo Kitô và rất thông thạo về kinh thánh Tân Ước. Waraqa nói cho vợ chồng Muhammad biết rằng Muhammad đã nhận được ơn mặc khải từ Thiên Chúa của Abraham, của Môi-se và của Giê-xu. Muhammad đã được chọn làm đặc sứ thiêng liêng của Thiên Chúa ở nơi các dân tộc Ả Rập. Từ đó Muhammad bắt đầu viết ra những điều mà ông cho là được Thiên Chúa mặc khải. Nói đúng ra là kể lại những lời Thiên Chúa đã nói riêng với ông, cũng tương tự như Kinh Thánh của đạo Do Thái ghi lại những lời Chúa đã nói với Abraham hoặc Môi-se. Tuy nhiên, khác với Môi-se được Thiên Chúa mặc khải một lần duy nhất trên núi Sinai, Muhammad được Thiên Chúa mặc khải liên tục suốt 23 năm. Điều đó có nghĩa là Muhammad đã viết Kinh Koran trong 23 năm ròng rã, phần lớn dưới dạng ca về. Năm 1988, nhà văn Anh gốc Ấn Salman Rushdie đã viết cuốn tiểu thuyết mỉa mai đạo hồi và gọi Kinh Koran là những vần thơ của quỷ. Đọc Koran, người ta sẽ có cảm tưởng như đọc nhật ký của các đoạn sách đều được ghi rõ ngày tháng. Chúng ta có thể dễ dàng theo dõi các diễn tiến tư tưởng của Muhammad và cũng dễ dàng kiểm chứng các sự kiện lịch sử liên quan đến giáo lý đạo hồi. Kinh Koran đề cập đến rất nhiều đề tài, nhưng cũng giống như đạo Do Thái và đạo Kitô,
Trọng tâm của kinh Quran nói về Thiên Chúa, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, Ngày Tận Thế và sự phán xét cuối cùng của Thiên Chúa đối với người sống và kẻ chết. Muhammad bắt đầu giảng đạo cho dân tộc Quraysh ở Mecca. Công việc giảng đạo của ông tương đối dễ dàng vì không phải chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vào thời đó, hầu hết các dân tộc Ả Rập đều tin có Thiên Chúa, tương tự như niềm tin của các tín đồ đạo Do Thái và đạo Kitô. Do đó, đối với người Ả Rập không có vấn đề vô thần. Trong kinh Quran, khi Muhammad nói đến các kẻ thông tin không tin Chúa là có ý nói đến những kẻ vô ơn Chúa, chứ không có ý nói đến những kẻ vô ơn thần. Điều quan trọng nhất của đạo Hồi là hoàn toàn vân phục theo ý của Chúa. Mọi ý của Chúa đều đã được Muhammad viết ra trong kinh Quran. Trong thực tế, vân theo ý Chúa là vẫn theo mọi điều trong kinh Quran. Kinh Quran xác định tín đồ Hồi giáo là người hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa. Cũng tương tự như đạo Do Thái và đạo Kitô, người Hồi giáo tin có quỷ Satan, tiếng Ả Rập gọi là Satan. Nhưng khác với hai tôn giáo trên, kinh Quran chẳng được Satan là con quỷ biết phục thiện và sẽ được Thiên Chúa tha tội vào ngày phán xét cuối cùng. Khác với Kitô giáo là một tôn giáo rất sợ khoa học, đạo Hồi quan niệm mọi sự trên thế gian đều là những dấu hiệu của Thiên Chúa. Họ khuyến khích nghiên cứu khoa học để tìm hiểu những tín hiệu của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mọi dấu hiệu đó. Người Hồi giáo rất hâm mộ khoa học vì họ tin rằng khoa học là phương tiện tốt nhất giúp con người khám phá thế giới và vũ trụ để hiểu biết thêm về quyền năng của Thiên Chúa. Hồi giáo phủ nhận Thiên Chúa ba ngôi của Kitô giáo và coi đạo Kitô là ngụy Thiên Chúa giáo, vì đạo này không thật sự tôn thờ một Thiên Chúa hay duy nhất theo đúng nghĩa của nhất thần giáo. Kinh Quran khẳng định chỉ có một Thiên Chúa là đấng tối thượng, duy nhất, sinh ra từ không và là nguồn gốc mọi vật. Quan niệm về Thiên Chúa của đạo Hồi tương đồng với quan niệm về Thiên Chúa của đạo Do Thái. Muhammad coi thuyết Thiên Chúa ba ngôi của Kitô giáo là một sự nhục mạ Thiên Chúa và coi giáo điều Chúa Cha đẻ ra Chúa Con là chuyện bậy bạ nhảm nhí. Do đó Muhammad viết rõ trong kinh Quran Thiên Chúa không đẻ con và cũng không được ai đẻ ra. Không có gì có thể so sánh được với Thiên Chúa. Hồi giáo thù ghét đạo Kitô nhưng lại rất tôn trọng Đức Giêsu. Họ không tin Giêsu là Kitô, Chúa cứu thế, mà chỉ coi Giêsu như một tiên tri của Thiên Chúa, tương tự như Abraham, Môi-se, Ismael, Isaac, Jacob. Họ cũng không tin Giêsu là người đã lập ra đạo Kitô. Đối với Hồi giáo, tất cả các thánh tiên tri, kể cả Giêsu, đều là các tín đồ Hồi giáo, vì họ là những kẻ hoàn toàn vâng theo ý Thiên Chúa. Kinh Quran 2:135-136 viết: Abraham là tín đồ Hồi giáo đầu tiên biết phục tùng Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta là đức tin của Abraham. Chúng ta tin Thiên Chúa và tin những gì Chúa đã phán truyền cho Abraham, Ismael, Isaac, Jacob và con cháu của các ngài. Chúng ta tin những gì Thiên Chúa đã xác minh với Môi-se và Giê-xu. Muhammad viết kinh Quran từ năm 610, 20 năm sau, tức vào năm 630, Muhammad trở thành giáo chủ kiêm chủ thủ lãnh toàn thành phố Mecca. Ông sử dụng nơi đây làm thánh địa bành trướng Hồi giáo.
năm 632, sau một cơn bệnh bất ngờ, Muhammad từ trần trước sự ngỡ ngàng của đông đảo tín đồ. Jay là một tín đồ đạo Do Thái và là bạn chí cốt của Muhammad, được tôn lên làm giáo chủ kế nhiệm. Trên phương diện lý thuyết, mọi tôn giáo đều khuyên con người làm lành lánh dữ. Trên thực tế, Hồi giáo cũng như Kitô đã bị lạm dụng và trở thành một tôn giáo hiếu chiến. Hầu hết các nhà lãnh đạo của các quốc gia Hồi giáo đã trở thành các thần chiến tranh. Nạn đa thê là chuyện phổ biến trong các nước đạo Hồi. Phụ nữ bị coi là những công nhân hạng hai, nếu không muốn nói là những nô lệ tình dục. Bọn đàn ông quyền thế và giàu có thường lập các cung viện chứa nhiều gái đẹp để tha hồ hành lạc. Việc sát hại các bé sơ sinh được coi là chuyện thông thường và gần như đã trở thành tục lệ. Phụ nữ mỗi khi bước chân ra khỏi nhà bị bắt buộc phải dùng mạng vải che mặt. Tục lệ này khởi đầu từ lúc Muhammad lên làm giáo chủ. Các bà vợ của Muhammad dùng mạng che mặt để biểu lộ địa vị của họ. Sau này tục lệ che mặt lại trở thành một khổ hình cho các phụ nữ Hồi giáo. Trong tác phẩm A History of God, trang 162, tác giả Karen Armstrong nhận định: Hồi giáo ngày nay bắt đầu tranh luận về bản chất của kinh Quran. Ý nghĩa của bản văn này có thực là những lời của Thiên Chúa hay không? Nhiều người Hồi giáo nhận ra kinh Quran là nhảm nhí, cũng như những người Kitô coi chuyện ngôi lời nhập thể, nhập tràng là nhảm nhí vậy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn đăng ký kênh để có được những bài viết mới. Xin thành thật tri ân quý vị và các bạn.